Mới có đi Bali về được chưa đầy một tháng thì bà bầu lại đòi tung tăng đi du lịch ở Hàn Quốc. Nói chung thì gia đình tôi thì một người vợ dám rủ thì một người chồng dám đi thôi. Thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi mua đồ để chuẩn bị đi nè. Cái có cửa hàng bán đồ con nít yêu ơi yêu luôn làm mình kiểu nôn nao trong lòng. Trời ơi, không biết bao giờ mình mới được gặp con của mình. Mà đợt này bà bảo tôi là phải đi cái gì mà kiểu nó năng động một tí thì bà mới chịu. Trời ơi, là có chắc chắn là có bầu chưa vậy? Nhưng mà vẫn phải chiều vợ thôi chứ biết sao bây giờ. Mẹ vui thì bé mới vui đúng không? Nhân tiện thì lần này tôi nghe bảo là sẽ có siêu nhạc hội K-pop lớn lắm, đúng cái thời điểm mà tôi với Lucy đi Hàn luôn. Nên là tôi mới nảy ra một ý tưởng là săn thử cái cặp vé. Lucy cũng rất là thích đấy, tại vì Lucy là một fan girl K-pop chính hiệu luôn đó mọi người. Đại nhạc hội này chắc là khá là lớn đấy. Mọi người ai mà muốn đi Hàn đu idol ấy thì để tôi bật mí cho mọi người nha. Các bạn chỉ cần ghé Circle K mua một chai Coca như tôi này, rồi bật nắp quét QR điền cái mã vô là sẽ có cơ hội trúng ngay một cặp vé đi Hàn Quốc tham gia nhạc hội nha. Và thêm nhiều phần quà khủng khác: Samsung Galaxy Z Fold 4 này, Bub 2 Pro này, Watch 5 này, và hàng ngàn voucher ăn uống từ Baemin, Texas, McDonald's. Và cái giải thưởng giá trị nhất chắc chắn là vé đi Hàn Quốc rồi. Nói chung là tôi cũng làm nhẹ nhẹ 6 chai Coca để thử vận may một chút. Thì khúc này là mới coi là mình lời hay là lỗ này, hên hay là xui thế này. Tặng một pizza Domino luôn hả? Một pizza Domino nè, tặng được pizza nè. Một cái cuối cùng, chiếc vé đi Hàn Quốc của tôi nó đã xa dần. Đi Hàn Quốc, đi Hàn Quốc. Rồi, chúc bạn may mắn lần sau luôn. Ý là 6 chai Coca nhiêu tiền ta? 6 chai Coca 60.000 hả? Rồi, 6 chai Coca có 48.000 hả? Ê, cũng lời, uống Coca Free.